hết sức. Cô Tường không dạy cái bài gì ở đây? Ý lắm. Khô khan. Hết sức một tí capybara. Khô khan. Hết sức. Khô khan mà. Hết sức sống. Khô héo. Khô gì? Còn nhớ từ khô khan là khô. Khô héo. Khô cằn. Khô cằn đúng rồi. Khô cằn thì ăn. Khô khan. Khô cằn. Khô quá. Đi. Ăn mà nó ăn cái ví dụ ăn cái lưng khô mà nó khô gọi là khô gì đấy? Khô bò. Khô bò. Ăn lưng khô mà lại gọi là khô bò. Khô bò. Khô gì? Có chữ khờ. Khô sợi. À không. Khô. Khô gì? Khô. Khô có chữ khờ á chị. Ừ. Khô gì mà có đằng sau có chữ khờ đấy? Khô. Khô khan. Khô khan rồi khô gì nữa? Khô. Đấy khô khăn à. Khô phi. Khô khá. Khô khủ. Khô khôn. Khô khăn. Khô chát. Khô khát. Khô khát chị ơi. Khô khát. Chứ cờ cuối cùng. Cờ á. Khô. Khô cằn. Khô cằn. Khô khăn. Khô cúc. Khô. Khô cúc. Từ từ cái khô gì ta? Khô khô gì? Khô khớp. Bình thường nó hay bảo khô. Gần đúng rồi đấy này. Quy định khô gì? Khô 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 khô. Điền từ còn thiếu. Để điền từ còn thiếu. Điền từ còn thiếu. Chờ đẹp. Hỏi chấm. Thứ dòng câu đầu tiên. Ngày. Chấm chấm chấm. Ngày. Chấm chấm là cách làm một khoảng tí biết. Ngày 10. Ngày. Ôi, ta bùng chỉ to. Ngày. Tốt. Ôi, to cực. To cực luôn. Ngày chấm chấm là ghi tháng tốt. Ngày 10 tháng 4. Tháng gì chị? Tháng tốt. Có xuống học cô B. 5 lần 7 chấm chấm. 5 lần. 5 lần 7. 7 chấm chấm. Tí điền. Tí điền. Tiếp, còn tiếp theo, sóng chấm chấm. Ví tiền á. Biển là tí điền. Biết tí điền. Ôi ai bảo vừa ghi tí điền vào đấy. Chị đã hỏi 5 lần 7 chấm chấm nha. Tao cực luôn. Ta là người. Mày cứ sờ vào em nó tí nữa em nó đạp sóng chấm chấm biển nặng. Sóng to biển nặng. Sáu ơi sóng chị. Sóng sóng. Sóng chấm chấm biển nặng. Biển gì? Biển nặng. Sóng. Chết mẹ ghi sóc của. Đúng không? Cầu được chấm sống chấm. Sống gì chi? Cầu mong. Cầu được chấm chấm chấm. Thấy. Cầu. Cầu. Được thấy biển. Cầu được chấm 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 thấy. Chi cầu được thấy mít. Vãi mù vãi. Thấy mít mà. Mày đang sờ em nó tin em nó tức quá. Đau chấm. Đúng không? Đau to. Cầu được nãy là đặt. Búa chấm chấm. Cái gì cái gì? Đau to búa chấm chấm chấm. Đao to búa chấm chấm chấm. Cờ được khúc lớn. À cờ được thấy. Với vị đi. Đao to búa. Tí mình chấm cho mình. Tiếp chấm, chấm, còn tiếp theo. Nó căng từ đi đến chấm chấm chấm. Đi đến. Đi đến. Chân trời. Đi đến chấm chấm. Đao gì? Chân trời. Về đến nơi. À về đến chốn. Đao đi đến nơi về đến chốn. Đao to mà mình đi. Đi đến chấm chấm về đến chốn. Nhưng ta làm mình sẽ làm chốn. Họ bắt đầu làm. Thế về đến câu đầu tiên. Ô sóng cực. Câu đầu tiên. Câu đầu tiên là gì? Sóng thề. Sóng gì ơi? À câu đầu tiên ngày gì tháng tốt? Đi gì? Ngày lành tháng tốt. Ngày lành. Ngày lành tháng tốt.
5 lần 7 lượt. Đúng rồi, 5 lần 7 lượt. Sóng vỗ biển lặng. Sai. Sóng gì biển lặng? Sóng. Sóng to. Đánh. Sai. Thôi chị ê bỏ đi chị tí nữa. Sóng nhỏ, sóng sai. Sóng sóng gì ta? Sóng. Sóng vỗ. Sai. Không, sóng gì biển lặng? Sóng sóng mặt. Chữ y. Sóng biển. Sóng in. Sóng in biển. Y dài. Sóng sóng yên. Ôi, sóng yên biển lặng. Biển lặng, biển lặng. Lặng. Em sang Huế chơi đây. Cầu được ước thấy. Mẹ sang rồi, cầu được ước thấy. Mẹ sang với em. Tôi là cái trai mẹ. Mẹ sợ bà ta. Mẹ sao? Mẹ ok. Mẹ sợ mẹ tao. Ta sợ mẹ mày. Mày nhớ chào bố mày với mẹ mày được. Em ta mới phan. Cầu được ước thấy không chưa? Tiếp. Đao to búa. Đao to búa gì? Búa nặng. Sai. Chụp nhỏ. Búa tạ. Sai. Búa ta. Búa tấn. Sai. Búa tụ. Búa tìm tìm tìm. Búa men. Đao to búa to. Đao to búa gì? Búa to. Búa nhỏ. To. Đao to búa gì? Búa nhỏ. Gợi ý đi chứ. Có chữ L. Lớn. Đúng rồi, đó tao. Nãy gì cũng nói không đi về này. Đi đâu? Đi đến đây. Đến nơi, về đến chốn. Đến nơi, đến chốn. Rồi đặt câu nào. Câu đầu tiên. Ngày này sáng tốt, đặt cho chụp câu. Có từ này. Ngày. Từ lành á chị. Có ngày lành sáng tốt ý. Cả bốn chữ đấy. Em phải lồng ngược lại, nhưng mà nó hơi láo một tí. tháng lành ngày đánh câu có cái cục đấy cơ mà ngày lành tháng tốt ngày cưới vợ là ngày lành tháng tốt đúng rồi cưới vợ sinh con ngày lành tháng tốt ý chỉ gì sinh con vào ngày lành là những ngày gì ngày tốt đưa vào những vậy những cái ngày lành tháng tốt thì người ta thường áp dụng để làm gì đấy để cố mày bị điên à? Để sinh cho gia đình mình sinh luôn vui vẻ. Để gì đấy? Cưới hỏi. Cưới hỏi là một này gì nữa? Thế là em đâu khi sinh con được? Hỏi cái gì? Sinh con vào xây gì? Xây nhà. Hoặc mua nhà. Mua chồng. Mua nhà. Mua xe. Mua xe là những cái sự kiện như là mua nhà, mua xe, xây nhà, cưới. Vợ. Hỏi đấy. Sang câu thứ hai. Cái này nó tốt hơn là nó năm lần bảy lượt. Chuyện câu nào? Nói chuyện 5 lần 7 lượt. 5 lần 7 lượt ý chỉ gì đây? 5 lần 7 lượt. Nói chuyện nhiều. Ý là 5. Chỉ rất là nhiều xảy ra lặp đi lặp lại. Nhiều lần đúng không? Vậy ý chỉ 5 lần 7 lượt thua bài. 5 lần 7 lượt đặt câu đi. Tôi chơi nói chuyện 5 lần. Tôi chơi bài thua 5 lần 7 lượt. Thôi tôi chơi bài thua 5 lần. Còn vừa tôi lấy tiền 5 lần 7 lượt đi chơi. Tôi chơi bài thua 5 lần 7 lượt. Lượt. Ghi vào. Con vợ. Mày hôn lên mày đâu vợ. Tôi chơi bài. Tôi chơi bài 5 lần 7 lượt. Tôi chơi bài chơi. Tôi chơi bài thua 5 lần 7 lượt. Mày ngu thật. Có lỗi. Ý là hai đồng mày. Mà treo vào đấy. Rất chi đà. Câu tiếp theo. Sóng yên biển lặng. Hay đánh con hay cào. Sóng yên biển lặng ý chỉ gì? Sóng không đánh là biển lặng. À sóng. Ví sóng ý chỉ đánh. Là ví dụ như con người mà không xảy ra xích. Mình ấy. Thì là không, nhà cửa yên đề. Yên bề. Yên ấm đúng không?